Linh kiện laptop tin cậy 100, xin chào các bạn. Thì với video lần này thì linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo lắp và thay màn hình cho laptop Asus X414H các bạn nhé. X414 nói chung. Thì cách thay cũng khá đơn giản thôi. Thì các bạn trước tiên muốn thay màn hình thì các bạn phải tắt máy và tháo pin, rút dây sạc đấy nhé. Thì bây giờ kỹ thuật mình cũng vừa làm vừa thực hiện thôi. Đấy, chúng ta tháo pin ra. Để tháo được màn hình thì các bạn phải tháo được viền B các bạn nhé. Thì chỗ cái viền B này, viền B nó ốp màn hình, nó có hai con ốc thôi. Một con ốc vị trí kỹ thuật đang tháo và một con ốc đó, vị trí này. Nó có hai cái lỗ cao su, các bạn cứ đẩy nó ra rồi tháo con ốc thôi. Bây giờ các bạn móc màn nhé. Đấy, móc viền B. Các bạn bóc từ trong ra ngoài. Đấy. Cái ngón tay đẩy từ trong ra ngoài nhé. Đấy. Cái con máy mà ít thay thì nó hơi chặt một chút thì các bạn cạy cứng tay lên một chút là được. Có 4 con ốc ở 4 góc màn hình. Đấy các bạn. Đây là vị trí của 4 con ốc nhé, 4 góc màn hình. Vừa rồi là cái cách mà tháo cáp ra cũng rất là đơn giản. Vừa rồi mình chưa nói chi tiết cái cách tháo cáp, thì một chút nữa thì lắp màn hình thì mình nói vào thì các bạn tự hình dung ra luôn đây rồi nhé. Đây là mình sẽ quay cận camera vào để nói này. Thì anh kỹ thuật là chậm chậm một chút này để nói cho người xem này. Đây, các bạn đưa đều vào nhé. Đưa đều vào làm sao mà chúng ta kéo kịch vào trong này. Đấy, kéo kịch vào trong. Sao cho hai cái mắt, hai cái phần li ti đấy các bạn, hai cái phần li ti nó khớp vào nhá. Đấy, các bạn lắp cho nó khớp vào. Rồi, như vậy là khớp rồi. Còn khi mà các bạn tháo cáp ra thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta lột phần băng dính lên và đẩy cáp ra phía sau các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ dán thêm một lớp băng dính nữa để cho giúp cho cái phần cáp nó được cố định với cái màn hình, nó được bền hơn, lâu hơn, đỡ bị xê dịch. Đấy. Rồi chúng ta dán thêm một cái tem nữa. Nhưng mà trước tiên thì ta sẽ thử xem là máy nó có chạy được không. Thì chúng ta dùng sạc nhé. Sạc Asus. Đây các bạn chờ mình lấy cái sạc Asus mình cắm vào một chút. Ok. Rồi. Các bạn ơi, như vậy là màn hình đã lên rồi các bạn này. Các bạn nhìn thấy chữ start starting window chưa? Đấy, màn hình lên rồi đấy. Thì trước tiên để thay màn hình cho khách hàng thì màn hình lên rồi thì linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ dán tem các bạn nhé. Dán tem bảo hành 12 tháng cho khách hàng. Thì hiện tại cái màn hình của laptop Asus X414H này có giá là 929.000, thời gian bảo hành là 1 năm. Màn hình 14.0 nét dày các bạn nhé, bảo hành 1 năm. Các bạn lưu ý là các bạn ở trên toàn quốc thì khi mà mua hàng ấy thì
thì cái tiền ship code trên Hàn Quốc thì các bạn chỉ chịu có 20.000 thôi nhá. Còn cái số tiền còn lại thì bên hiện laptop kể 100 sẽ hỗ trợ các bạn cái tiền ship code. Và khi màn hình tới nơi thì các bạn được quyền mở ra. Màn hình không có dấu hiệu móp méo, có phiếu bảo hành đầy đủ thì các bạn thanh toán cho nhân viên giao hàng nhé. Rồi công việc vẫn chưa xong các bạn, sau khi dán tem thì các bạn nhớ là phải gắn hai cái tai này này, hai cái tai này vào hai bên của màn hình để vặn ốc chặt lại. Thì bây giờ là kỹ thuật của linh kiện laptop linh kiện 100 sẽ thực hiện để cho các bạn thấy này. Trên mỗi một sản phẩm màn hình linh kiện laptop linh kiện 100 đều dán tem các bạn nhé. Ví dụ như con này là ngày 28 tháng 11 năm 2019 bảo hành là 1 năm này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ gắn hai cái tai các bạn. Vặn ốc hai cái tai này. Đấy, tương tự với cái phần bên trái các bạn nhé. Các bạn nhớ đi cái dây cáp vào đúng vị trí của nó nhá. Đấy, đi cái dây cáp cho đúng cái vị trí của nó. Thì cái việc đi đúng dây cáp này nó sẽ giúp cho các bạn lắp cái mặt B nó gọn gàng hơn, không bị lồi lên các bạn nhé. Bây giờ các bạn vặn 4 con ốc. Như vậy là hai con ốc các bạn ạ. Hai con ốc ở trên hai tai trên thôi. Đấy, chỉ có hai con ốc này thôi các bạn nhé. Cái phần hai cạnh bên ở phía bên trên ấy được giữ bởi hai cái tai vừa rồi thì anh kỹ thuật anh ấy có làm đấy. Còn bây giờ là mặt B nhé, mặt B, toàn bộ phần nhựa của mặt B sẽ giữ chặt cái màn hình, bao gồm hai phần dưới và toàn màn hình nữa. Đấy, chúng ta lắp chặt mặt B và sau đó vặn ốc vào nữa là xong thôi. Đấy. Rồi, như vậy là việc nó lắp và thay màn hình cho laptop Asus X44H đã hoàn thành. Đấy, các bạn chỉ cần lắp hai con ốc vào nữa thôi. Các bạn có đặt câu hỏi gì hay thắc mắc gì hoặc là có góp ý gì thì các bạn cứ để ở phía dưới video nhé. Linh kiện laptop linh kiện 100 sẽ trả lời các bạn với thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.